Vũ Tín xin chào quý anh chị và các bạn. Vũ Tín xin mời quý anh chị và các bạn mình ghé vào tham quan căn hộ nhà mẫu của The Beverly, dự án Vinhome. Quý anh chị đang bước vào căn 3 phòng ngủ với diện tích là 100m². Đây là thiết kế của phòng khách. Đặc sắc của căn hộ The Beverly là sở hữu view công viên 36 hectare và có một ban công rất là dài. Ví dụ như ở đây là phòng bếp được nối trực tiếp vào ban công, giúp cho phòng nhà của mình thông thoáng, không bị ẩm mùi, và giúp cho chị nội trợ rất là tận hưởng khi được nấu ăn. Thiết kế nội thất của Vinhome được phối hợp và kết hợp với lại đơn vị thiết kế nội thất của anh Cường. Các thiết bị vệ sinh thì được nhập khẩu trực tiếp của Đức. Căn hộ The Beverly thì sử dụng máy lạnh âm trần nên rất là sang trọng. Đặc sắc là căn góc thì sở hữu là hệ kính bo tròn, giúp cho mình có một tầm view rất là thông thoáng. Quý anh chị mình có thể ghé trực tiếp đến dự án, đến nhà mẫu, hoặc liên hệ với Vũ Tín để Vũ Tín sẽ mời quý anh chị mình tham quan trực tiếp và tư vấn quý anh chị mình dọ hàng và căn nhà mẫu. Đây là phòng ngủ tiếp theo, rất là thông thoáng với hệ kính bo tròn và thiết kế rất là thông minh và hiện đại. Những khách hàng nào mà thích cái gu mà về phong cách hiện đại, tối giản thì sẽ rất là thích thiết kế của The Beverly. Chủ tư sẽ bàn giao cho quý anh chị mình là hoàn thiện trần sàn tường. Thì sàn sẽ được lợp như phòng ngủ này là ốp gỗ xương cá, rất là sang trọng. Bây giờ mời quý anh chị mình qua trực tiếp phòng master. Đây là phòng dành cho chính gia chủ và chủ sở hữu của căn này. Căn hộ của anh chị sở view công viên 36 hectare, bãi cát trắng và sông Đồng Nai rất là đẹp. View này là gần như là đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Mời quý anh chị mình bước vào phòng master. Phòng master rất là rộng rãi, thoáng, dài, gần như là hệ kính full từ sàn đến trần. Về tầm view thì không hề bị chấm view. Quý anh chị mình mà sở hữu căn này, ngồi trong nhà hoặc là ngoài ban công thưởng thức một ly rượu vang để ngắm view công viên 36 hectare, hoặc là đặc biệt trong cái sắp đến giao thừa thì có thể là ngắm ban pháo bông tại chính căn nhà của mình. Thì thương hiệu của Vinhome sau mỗi lần giao thừa hoặc bán pháo bông thì tăng giá rất là tốt. Vũ Tín chia sẻ thêm là giỏ hàng của căn hộ 3 phòng ngủ view công viên 36 hectare đang rất là hot và cháy hàng, tại vì số lượng căn hộ 3 phòng ngủ view trực diện công viên 36 hectare rất là hiếm, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Trong 3 phòng ngủ thì sẽ có bể bơi, bồn tắm ở trong phòng master.
quý anh chị mình ghé tham quan nhà mẫu hoặc là mua căn hộ The Beverly thì sẽ được tặng voucher làm nội thất từ 40 đến 80 triệu. Vũ Tiến tiếp tục xin mời quý anh chị mình vào trực tiếp căn một phòng ngủ với diện tích là 55m² của The Beverly. Phòng khách rất là rộng rãi, vẫn đầy đủ mọi trang thiết bị từ bếp, phòng khách, phòng ngủ và toilet. Căn một phòng ngủ phù hợp cho những gia đình mới cưới hoặc là có một con hoặc là ở độc thân. Các thiết bị vệ sinh và thiết bị trong phòng vệ sinh này sẽ được bàn giao full như quý anh chị mình đang xem. Với không gian phòng khách này, tiếp khách thì rất là rộng rãi, hoặc là gia chủ mình ngồi sinh hoạt gia đình thì rất là ấm cúng và sung túc. Đây là không gian cộng một của căn một ngủ, thì quý anh chị mình có thể sử dụng là phòng làm việc hoặc là một cái studio, một cái phòng để giải trí theo nhu cầu. Mời quý anh chị mình bước vào phòng ngủ của căn một ngủ. Lối thiết kế về gỗ, các đường sọc vàng rất là sang trọng. Sở hữu view công viên 36 ta, bãi cát trắng rất là đẹp. Vũ Tiến xin mời quý anh chị mình ghé trực tiếp tham quan căn nhà mẫu và Vũ Tiến tư vấn về giỏ hè. Vũ Tiến xin chia sẻ thêm về mức giá của căn một phòng ngủ này, thì có mức giá khoảng tầm từ 2 tỷ 6 cho đến khoảng tầm cỡ 3 tỷ rưỡi, tùy theo view, tùy theo chính sách. Và quý anh chị mình chỉ cần vốn 20% là đã có thể sở hữu căn một phòng ngủ này, tương đương là khoảng tầm 600 triệu là đã có thể đến lúc nhận nhà. Căn hộ The Beverly là căn hộ đẹp nhất và sang trọng nhất của dự án Vinhome Golden Park. Và căn hộ The Beverly là theo tiêu chuẩn Ruby, tức là tương đương với lại tiêu chuẩn của Landmark 81 Vinhome Tân Cảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Tiến tiếp tục mời quý anh chị mình vào căn 2 phòng ngủ với diện tích là 78m². Đây là căn hộ bàn giao, tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư. Căn hộ bàn giao sẽ được hoàn thiện từ trần, sàn, tường. Đây là không gian bếp được làm sẵn. Căn hai phòng ngủ được lối thiết kế là tách biệt hai phòng ngủ riêng, tạo không gian riêng cho gia chủ.
Các thiết bị vệ sinh thì được sử dụng của thương hiệu Crowhair, nhập khẩu từ Đức. Chăn thì sử dụng máy lạnh âm chăn, sàn thì được ốp sàn gỗ xương cá, rất là sang trọng. Nhà của Vin thì được sử dụng hệ thống intercom của Vin rất là nổi tiếng về độ tiện dụng và an toàn. Với những căn mà sở hữu view nội khu cũng rất là đẹp, đây là view thiết kế theo chuẩn resort 5 sao. Đây là không gian để quý anh chị mình có thể đặt máy giặt hoặc máy sấy. Đây là phòng ngủ master của căn 2 phòng ngủ. Vũ Tín xin mời quý anh chị và các bạn mình ghé trực tiếp tham quan căn nhà mẫu hoặc liên hệ Vũ Tín để Vũ Tín mời quý anh chị mình xem trực tiếp căn nhà mẫu và tư vấn về giỏ hàng. Vũ Tín xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn.